Xin chào, đây là kênh tập Fit You. Quang Ken, Thủy và em Đức đến với chúng ta trong series bài tập cardio với thời lượng nó dài hơn so với mọi khi nhá. Đâu đó nó vào khoảng 10-15 phút, thậm chí là chúng ta nhân đôi lên thành 30 phút nhá. Và đảm bảo chúng ta sẽ đổi rất nhiều mồ hôi, thay rất nhiều cái cảm giác và đi rất nhiều cái cung bậc cảm xúc khác nhau để đảm bảo chúng ta có cái hiệu quả tốt nhất. Sẵn sàng. Yo yo yo. Một bài tập cardio liền mạch trong vòng khoảng 15 đến 20 phút liền nhé. Sau đó chúng ta có thể lặp lại nhân đôi video lên trở thành 30 phút tùy sức nhé. Đảm bảo là chúng ta bao phê, bao hiệu quả. Rồi, động tác đầu tiên rất đơn giản là vẩy tay nào. Kiếng gót lên, tại chỗ thôi. Hít vào thở ra. Này, nổi lên là hít vào này, với căng cái lồng ngực như là dướn cao. Khởi động từ cổ chân đến bắp chân, bụng, lưng, vai. Động tác của ta sẽ là 60 giây nhé. Nên trong 1 phút dịch cân kinh, vẩy tay. Cái đoạn cuối bắt đầu squat dần đi. Khi đặt gót chân xuống cho đẩy cái mông ra sau nhé. Chung gối xuống. Đấy, nhìn ngang này. Ba giây, hai giây, một giây, dừng. Rồi, cái đầu tiên theo. Nảy lên nhé. 60 giây làm, thì chúng ta sẽ có 30 giây để nghỉ. Được chưa? Quan sát kỹ về kỹ thuật này. Khi ngồi xuống, chúng ta đẩy cái mông ra sau. Được chưa? Nhưng giữ cái lưng thẳng nhé, đừng gù lưng nhé. Bằng cách là mở cái cầu vai ra. Vậy, nhấn cái ước bàn chân này, đạp người nảy lên nhé. Nhấn ước bàn chân nảy cao lên. Thì cái tác động của nó sẽ vào đây. Được chưa? Cái cổ chân chúng ta sẽ linh hoạt hơn. 30 giây, bắt đầu. Lên, lên, bật cao lên, cao lên, cao dần lên. Đó. Tự chọn cho mình một cái tốc độ nhé. Những cái cảm giác đầu tiên này, mỏi cái đùi trước. Được chưa? Mỏi đùi trước. Bắt đầu mỏi bắp chân, mỏi cái bắp chuối, mỏi gan bàn chân. Đó, đó là những cái điểm tác động rõ nhất. Còn cái tay chúng ta xốc lên, xốc xuống này, nó giúp cho cái vai nó linh hoạt hơn. Hít thở đều nha. Tư thế pose của bác Ronaldo. Yo. Liên tục 60 giây, hơi dài, hơi mỏi. Nhưng đổi lại chúng ta có quãng nghỉ là 30 giây nhé. Rồi. Dừng. Chúng ta quan sát tiếp này. Lướt phải, lướt trái. Kiếng lên đã. Set up trước. Cứ đơn giản này. 1, 2, 3 1, chung gối, lên. Sang hai bên phải trái nhé. Nhìn lại, nhìn lại. Chung gối. Bước sang. Khi chúng ta bước sang, giờ chân chưa thu hết, chúng ta chung gối xuống. Giờ hai chân đã thu về rồi, chúng ta vướn cao, vướn cao lên. 3, 2, 1, bắt đầu. Sang phải, lên. Sang trái, lên, xuống luôn. Lên, xuống luôn. Vừa xuống vừa bước sang bên nhé. Vừa xuống vừa bước sang bên. Đó. Tương tự như cái động tác mà chúng ta dướn tại chỗ lúc nãy. Đó, nổi cao gót chân lên, đưa người cao lên, với tay cao lên, tất cả cao lên, đẩy nhịp tim cũng cao lên luôn. Chưa? Bắt đầu quen hơn rồi đấy. Lướt nhanh, lên, chung gối, lên, chung gối, lên. Chúng ta có thể chọn, tự chọn cái tốc độ cho mình nhé, miễn là mình có thể vận động được cùng nhau. Đó, trong cùng một khoảng thời gian là 60 giây. Hít. Liên tục, liên tục, liên tục. Non-stop. Non-stop cardio. Giúp chúng ta là tốt tim mạch, đốt được nhiều mỡ này. Rồi, dừng. Rất dễ đoán đúng không? Lên. Bật. Bật. Thay vì nhún kiếng thì chúng ta sẽ bật hẳn lên nhá. Nhịp kỹ này, ngồi sâu. Bật cao. Bật cao. Nhớ là có cái đoạn
chân vừa tiếp đất cái phải trùng gối ngay, được chưa? Hấp mông để đổi bên. 30 giây hết. Sang phải, go. Lên. Bụp. Sang trái. Lên. Bật cao. Xốc tay. Theo phương thẳng đứng. Chân vừa tiếp đất là phải trùng gối ngay. Điều hòa hơi thở nào. Đừng nín hơi nhá. Rồi, chuẩn rồi, chuẩn rồi. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi. Có mỏi, có mệt là đúng. Bởi vì chúng ta đang tập, không phải đang chơi. Chơi mà đốt mỡ, chơi mà giảm cân thì ai cũng muốn chơi. Tập luyện khỏe mạnh hơn này, đẹp hơn này, rất nhiều cái hơn. À, những giọt mồ hôi đầu tiên. Sáu mươi giây mà hơi lâu đấy. Rồi, nhưng mà đừng tiếc nhé, đừng tiếc thời gian. Có mười một xíu nhưng mà đổi lại là hiệu quả nó sẽ được cao hơn, nhiều hơn, thử thách hơn. Rồi, tiếp này, lên, khiếng, xuống, khiếng. Lên bằng chân phải, xuống bằng chân trái đi, cho nó dễ. Thống nhất với nhau là thế nhé. Nhìn lại này, khiếng cao. Không được một chân bất kỳ đi, một chân bất kỳ đi. Chân bất kỳ lên và chân bất kỳ xuống. Sẵn sàng. Lên. Xuống. Ở đây có ai đang ở cái vùng nông thôn không? Chúng ta phải trồng trọt các thứ ấy. Có ruộng vườn ấy. Động tác này là động tác đuổi chim, đuổi gà. Lên. Mình đuổi suốt. Đến khi chim. Chim chóc nó quen rồi, nó chẳng thèm sợ nữa. Mình sợ nó. Dễ mà đúng không? Không cần phải nói gì đâu. Âm thầm, lặng lẽ, tập luyện và gặt cả hái hiệu quả. Cái bắp chuối là về khá là mỏi này. Đổi lại là chúng ta sẽ có cái lưu thông máu nó sẽ tốt hơn. Rồi, rất là dễ đoán. Tiếp theo, bật đương nhiên rồi. Có hướng, có tại chỗ này. Có hai bên phải trái và có trước sau. Sẵn sàng. 30 giây để nghỉ đã, 30 giây để nghỉ đã. Tại sao mà Quang nói là tập cái bắp chuối này chúng ta sẽ lưu thông máu tốt hơn? Bởi vì là nó sẽ hỗ trợ co bóp, hỗ trợ cho tim để lưu thông máu dưới lên. Tim thì giúp chúng ta đi khắp cơ thể rồi, chỗ nào cũng đi được. Nếu có thêm cái co bóp, có thêm cái phần hỗ trợ của các vùng khác thì cái lưu thông nó sẽ tốt hơn. Lên nào, bật, xuống nào, bật, lên trước, bật, đuôi sau, bật, nói to nhá, gào thép một tí nhá, chặng cuối rồi nhá, lên đi, xuống đi, nhớ khi bật nhảy, nhấn đều cả hai chân và khi hai chân tiếp đất là phải trùng gối ngay để hoãn sùng, bảo vệ đầu gối, bảo vệ khớp. Nếu có thể ra đi chìm. Đi chìm. Đi chìm. Đó, khi bật lên chúng ta mới đứng cao, duỗi thẳng. Còn lại là sẽ nghiêng người ra trước, trùng gối. 60 giây thôi. 66. 6 phút. Cộng với 30 giây nghỉ giữa các kỹ thuật là 5. 5 lần 3. 5 lần 30 giây. Thêm được 2. 2 phút rưỡi này. Đúng không? Bài tập chúng ta đã được 10 phút rồi. Yeah. Ai nhá. Yeah. Vậy là được một phần của chặng đường rồi. Chúng ta còn muốn đồng hành với nhau hay không? Hãy tương tác comment cho nhau biết. Bây giờ hãy nhấp một chút nước, lau một chút mồ hôi. Tắt hay là tập tiếp nào? Go. Yo yo yo. Một bài tập cardio liền mạch trong vòng khoảng 15 đến 20 phút liền nhé. Sau đó chúng ta có thể lặp lại, nhân đôi video lên trở thành 30 phút tùy sức nhé. Đảm bảo là chúng ta bao phê, bao hiệu quả. Rồi, động tác đầu tiên rất đơn giản là vẩy tay nào. Kiếng gót lên, tại chỗ thôi. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Này, nổi lên là hít vào này, với căng cái lồng ngực như là dướn cao. Khởi động từ cổ chân đến bắp chân.
bụng, lưng, vai. Động tác của ta sẽ là 60 giây nhé, nên trong 1 phút dịch cân kinh, vẩy tay. Cái đoạn cuối bắt đầu squat dần đi. Khi đặt gót chân xuống cho đẩy cái mông ra sau nhé. Chung gối xuống. Đấy, nhìn ngang này. Ba giây, hai giây, một giây, dừng. Rồi, cái đầu tiên theo. Nảy lên nhé. 60 giây làm, nhưng chúng ta sẽ có 30 giây để nghỉ. Được chưa? Quan sát kỹ về kỹ thuật này. Khi ngồi xuống, đẩy cái mông ra sau. Được chưa? Nhưng giữ cái lưng thẳng nhé, đừng vù lưng nhé. Bằng cách là mở cái cầu vai ra. Vậy, nhấn cái ước bàn chân này. Đạp người nảy lên nhé. Nhấn ước bàn chân nảy cao lên. Thì cái tác động của nó sẽ vào đây. Được chưa? Cái cổ chân chúng ta sẽ linh hoạt hơn. 30 giây, bắt đầu. Lên, lên, bật cao lên, cao lên, cao dần lên. Đó. Tự chọn cho mình một cái tốc độ nhé. Ở những cái cảm giác đầu tiên này, mỏi cái đùi trước, được chưa? Mỏi đùi trước, bắt đầu mỏi bắp chân, mỏi cái bắp chuối, mỏi gan bàn chân. Đó, đó là những cái điểm tác động rõ nhất. Còn cái tay chúng ta xốc lên, xốc xuống này, nó giúp cho cái vai là linh hoạt hơn. Hít thở đều nha. Tư thế pose của bác Ronaldo. Liên tục 60 giây. Hơi dài, hơi mỏi. Nhưng đổi lại chúng ta có quãng nghỉ là 30 giây nhé. Rồi. Dừng. Chúng ta quan sát tiếp này. Lướt phải, lướt trái. Kiếng này đã. Set up trước. Cứ đơn giản này. 1, 2, 3. Chung gối lên. Sang hai bên phải trái nhé. Nhìn lại, nhìn lại. Chung gối. Bước sang. Khi chúng ta bước sang, giờ chân chưa thu hết, chúng ta chung gối xuống. Giờ hai chân đã thu về rồi, chúng ta vướn cao. Vướn cao lên. 3, 2, 1, bắt đầu, sang phải, lên, sang trái, lên, xuống luôn, lên, xuống luôn, vừa xuống vừa bước sang bên nhé, vừa xuống vừa bước sang bên, đó, tương tự như cái động tác mà chúng ta dướn tại chỗ lúc nãy, đó, nổi cao gót chân lên, đưa người cao lên, với tay cao lên, tất cả cao lên, đẩy nhịp tim cũng cao lên luôn, chưa? Bắt đầu quen hơn rồi đấy, lướt nhanh, lên, chung gối, lên, chung gối, lên. Chúng ta có thể chọn, tự chọn cái tốc độ cho mình nhé. Miễn là mình có thể vận động được cùng nhau. Đó, trong cùng một khoảng thời gian là 60 giây. Hít. Liên tục. Non-stop, cardio. Giúp chúng ta là tốt tim mạch này, đốt được nhiều mỡ này. Rồi dừng. Rất dễ đoán đúng không? Lên. Bật. Bật. Thay vì nhún kiếng thì chúng ta sẽ bật hẳn lên nhá. Nhìn kỹ này, ngồi sâu. Bật cao. Bật cao. Nhớ là có cái đoạn chân vừa tiếp đất cái phải chung gối ngay, được chưa? Thấp mông để đổi bên. 30 giây hết. Sang phải, go. Lên. Bụp. Sang trái. Lên. Bật cao. Xốc tay. Theo phương thẳng đứng. Chân vừa tiếp đất là phải chung gối ngay. Điều hòa hơi thở nào. Đừng nín hơi nhá. Rồi, chuẩn rồi. Tiếp đi. Có mỏi, có mệt là đúng. Bởi vì chúng ta đang tập, không phải đang chơi. Chơi mà đốt mỡ, chơi mà giảm cân thì ai cũng muốn chơi. Tập luyện khỏe mạnh hơn này, đẹp hơn này, rất nhiều cái hơn. À, những giọt mồ hôi đầu tiên.
60 giây mà hơi lâu đấy. Rồi. Nhưng mà đừng tiếc nhé, đừng tiếc thời gian. Có mười một xíu nhưng mà đổi lại là hiệu quả nó sẽ được cao hơn, nhiều hơn, thử thách hơn. Rồi, tiếp này, lên, kiếng, xuống, kiếng, lên bằng chân phải, xuống bằng chân trái đi, cho nó dễ, thống nhất với nhau thế nhé. Nhìn lại này, kiếng cao, ôi được một chân bất kỳ đi, một chân bất kỳ đi, chân bất kỳ lên và chân bất kỳ xuống, sẵn sàng, lên, xuống. Ở đây có ai đang ở cái vùng nông thôn không? Chúng ta phải trồng trọt các thứ ấy, có ruộng vườn ấy. Động tác này là động tác đuổi chim, đuổi gà. Lên. Mình đuổi suốt. Đến khi chim chóc nó quen rồi nó chẳng thèm sợ nữa. Mình sợ nó. Dễ mà đúng không? Không cần phải nói gì đâu. Âm thầm, lặng lẽ, tập luyện và gặt cả hái hiệu quả. Cái bắp chuối nó về khá là mỏi này. Đổi lại là chúng ta sẽ có cái lưu thông máu nó sẽ tốt hơn. Rồi, rất là dễ đoán. Tiếp theo, bật đương nhiên rồi. Có hướng, có tại chỗ này, có hai bên phải trái và có trước sau. Sẵn sàng. 30 giây để nghỉ đã, 30 giây để nghỉ đã. Tại sao mà Quang nói là tập cái bắp chuối này chúng ta sẽ lưu thông máu tốt hơn? Bởi vì là nó sẽ hỗ trợ co bóp, hỗ trợ cho tim để lưu thông máu dưới lên. Tim thì giúp chúng ta đi khắp cơ thể rồi, chỗ nào nó cũng đi được. Nếu có thêm cái co bóp, có thêm cái phần hỗ trợ của các vùng khác thì cái lưu thông nó sẽ tốt hơn. Lên nào, bật, xuống nào, bật, lên trước, bật, đuôi sau, bật, nới to nhá, gào thép một tí nhá. Trạng cuối rồi nhá. Lên đi. Xuống đi. Nhớ khi bật nhảy nhấn đều cả hai chân và khi hai chân tiếp đất là phải chùm gối ngay để hoãn sụng, bảo vệ đầu gối, bảo vệ khớp. Nếu có thể ra đi chìm. Đó, khi bật lên chúng ta mới đứng cao, duỗi thẳng. Còn lại là sẽ nghiêng người ra trước, chùm gối. 60 giây thôi. 6 phút cộng với 30 giây nghỉ giữa các kỹ thuật là 5 lần 30 giây, thêm được 2 phút rưỡi này, đúng không? Bài tập chúng ta đã được 10 phút rồi. Yeah. À nhá. Yeah, vậy là xong một buổi tập nữa rồi. Thêm một nội dung là chúng ta đã chinh phục và chúng ta cảm nhận ra làm sao, hãy chia sẻ cho nhau biết, like, share, subscribe kênh và đặc biệt là đăng ký khóa học để chúng ta hướng dẫn là tập ra là sao, ăn cái gì chúng ta có thể đẹp được nhanh như thế này, giảm cân từ đây sang bên đây.